con trai Duy Mạnh chạy không biết mệt trên sân hàng đẩy. Bé Duy Minh, con trai trung vệ Đỗ Duy Mạnh thích thú chơi đùa với trái bóng trên sân hàng đẩy sau trận đấu giữa Hà Nội và Khánh Hòa tối ngày 31 tháng 5. Kết thúc trận đấu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Khánh Hòa ở vòng 22 V-League 2023-2024 tối ngày 31 tháng 5, bé Duy Minh, con trai Duy Mạnh xuống sân cùng bố về nhà. Trong thời gian đợi bố, cậu nhóc hơn 3 tuổi và anh họ Văn Quân, con trai Văn Quyết cùng nhau chơi đá bóng trên sân. Con trai Duy Mạnh rất hăng hái trong việc đuổi, tranh cướp bóng với anh. Cậu nhóc có pha rê bóng ngay trước mặt tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Duy Mạnh lo con mệt nên nhắc con dừng lại để cùng anh vào phòng thay đồ. Dù vậy, cậu bé vẫn tiếp tục dẫn bóng chạy khắp sân. Duy Mạnh cúi xuống định giữ bóng bằng tay nhưng bé Duy Minh nhanh chân dẫn bóng lên phía trước. Cậu nhóc thậm chí dẫn bóng tới tận sát khung thành và dứt điểm ghi bàn. Bé Duy Minh, thường gọi là Ú, chào đời tháng 8 năm 2020. Do thường xuyên được tiếp xúc với trái bóng, cậu nhóc sớm yêu thích bộ môn thể thao vua. Những trận Hà Nội Fan Club đá sân nhà, bé Ú hay được đưa đến sân cổ vũ cho bố. Ở trận này, câu lạc bộ Hà Nội bất ngờ để thủng lưới trước ở phút 33 nhưng chỉ 4 phút sau, Tuấn Hải gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô. Trước khi hiệp 1 khép lại, trung vệ Đào Văn Nam nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà. Sang hiệp 2, Hà Nội ghi thêm 3 bàn trong khi Khánh Hòa chỉ ghi được 1 bàn. Với chiến thắng 5-2, Hà Nội Fan Club củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng khi có 36 điểm, chỉ kém đội đứng thứ 2 Bình Định 1 điểm. Tuy nhiên, đại diện thủ đô vẫn còn kém đội đầu bảng Nam Định tới 7 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa sẽ khép lại. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.